Thank you.
tấm đôi tấm không việc gì mà con phải khóc, tên sướng bông con cất vào trong lò rồi đến chôn ở dưới chân giường, con yên lòng bỗng chết vẫn còn thương, con hãy nâng niu chút tình bỗng nhỏ.
nội tâm chân bồn tái lâm người đẹp nếp ngoan một về đây con chớ hoàng hoàng con sửa soạn mà đi xếp hồi ơi, kể cái nghiệp bắt con ở nhà con đến muộn cả làng trống ngóc con ở nhà ai mới xứng đi thóc gạo kia con chớ lo gì đàn chim sẻ sẽ bay về đất nước. Ôi, tiếng lên chim sinh nhẹ nhàng với canh, cả bông chim sẻ, chim mẹ, chim này, chim lúc trẻ hôm này chỉ nhớ. Kìa tấm, con lấy vào đào lò xuân bông ra đây. Mừng người hoa đến hồi.
tôi đã chắc chắn phải xin phép dân làm được điều tài lắm tiếp bắn lên. Thank you.
ta cho thức thương thức mỏ nghe chưa? Dạ, để con xuống hỏa thử xem sao hỏa tử nhá.
răn đen cho nó chửi nồng nọc. Chú hãy cho em vào thử hai một đi. Bà chị quạt cho em cái ngón chân chỉ thiên chỉ địa chỉ lung tung cho em nhỏ cái. Thế quạt cái gái. Chú hãy cứ thử hai cho tôi đi. Ôi trời, chú thử hai cho tôi đi để tôi đừng bóp đầu bóp cổ. Xoa đầu xoa cổ người ta thế. Ai để chân con như cái tây tre. Ông sai thì thôi. Chân mẹ bè bè như bàn chân vịt chứ. Bây giờ thì thử ai nhá. Bây giờ chết để chân đi. Rồi chết được ai thì đội hải này bao giờ. Thử cho tôi đi. Nào thì thử. Thử thì thử. Bà bảo ái chà chà em nghe cứ tưởng là gái giả giả. Chết chị ơi, thế em xin phép thử tiếp lần nữa nhé. Chú ơi, gần vừa rồi đấy. Chú cứ nhận cho em thêm một tí nữa thôi. Em nhấn một tí hả? Nào thì nhấn một tí. Được, các bác ơi, em đi ngược cho em nhấn. Đi ngược em nhấn. Bây giờ đi ngược mà tôi nhấn. Này thì nhấn này. Này thì nhấn này. Bà chị ơi, cái gót hoài to tướng cái để vừa nào được cái để cái gót. Phần mộ cô
Thank you.
Gọi nó lên đi.
bóng lên ăn cơm, chỉ đi chân trâu vào ăn cơm để dạy cho bóng đây. Hey!
việc mà đến đây dù người nhà tôi đi hồn đi hè kéo bè kéo gì đan đan đúng đúng nón nón quay quay nhà tôi chẳng còn ai cả. Thiệt lắm, em không được làm thế. Đấy, mẹ xem tấm xà con chỉ muốn đưa đòi kéo chú bà à, có gì đổi lấy cũng bằng ăn đến nỗi nào cũng phải vượt nón cùng quay còn đến hồi sinh người hơn đẹp nói à cứ là mây mũ sức phủ lên người cũng cứ là nghe nhút chồng của ai thế kia chồng của đám hội nhưng mà tên người làm tên chứ ai đưa đi xem nào. Thế lắm em không được làm thế chồng của làng chỉ tên cũng như em tên thôi mà. Đấy mẹ thế ừ chỉ con kéo tay thì làm mới nhờ thôi mời hai cô đi trước ba mẹ con tôi cất bước theo sau thôi mình đi trước tấm nhé thôi các chị đi trước đi kìa con ngày hồi mà chị em mày phải vui vẻ với nhau chứ. Dì ơi, đêm qua con thức khuya ra nào, băm hết bèo cám lợn nấu xong, nước canh đầy hai nải bốn cong, nhà trên dưới trong ngoài gọn ghé à? Chưa gọn ghé đâu, con chỉ vội vàng đi hồi, đem đồ nhầm thóc gạo, trộn vào nhau, công việc nhà có phải nhiều đâu, dì nói lắm.
lắm, chất bồn đáy lắm, người đẹp nếp ngoan, một về đây con chớ hoàng hoàng, con sửa soạn mà đi xếp hồi. Trời ơi, kể cái nghiệp bắt con ở nhà. Con đến muộn, cả làng trống ngóng, con ở nhà ai mới xứng đi. Ông đạo kia con chớ lo gì, đàn chim sẻ sẽ bay về đất nước. Ôi, chim linh chim xinh, nhẹ nhàng với cây, cả bông chim sẻ, chim bé, chim này, chim rút chế hôm này chỉ nhớ. Kìa tấm, con lấy vào đào lò xung bóng ra đây. Con đến hồi bây giờ đã buồn, cô gái ngoan lấy ngựa mà đi. Ngựa hồng có đủ yên cương, mới trông bé nhỏ ra đường lớn nay. Chân hài có ngựa hôm nay, đưa con đến hồi bỏ này than cho. Một thức con mồ côi khổ sở, đội ơn này đến tháng không quên, xin một về gói hạt đường tiên.
tuổi kìa, có ai kìa? Tôi là những các bậc cao niên dưới các tầng lớp trẻ tuổi. Tôi là các thân sao nước về rồi, nhìn ta mắt là vẫn cứ bao xôi. Ôi trời. Hoàng tử, một chiếc hải thêu hoa xinh xắn.
ra này tiên đang đi trên đất đây. Ôi, chiếc hài đẹp quá, ta chưa nhìn thấy bao giờ. Con cũng chưa từng trông thấy bao giờ. Hài hoa rơi, hài hoa rơi là chuyện tình cờ. Sao ngựa trắng lại quỳ bên suối? Chẳng hiểu sao lại quỳ bên suối. Sao bông chốc lòng tơ bơi rối? Ai đánh rơi hài, suy ta khiến lạ lùng sao? Nhưng chú thể ơi, dạ. Phải tìm đâu ra người đánh rơi hài để trao lại cho người, để hài không lại chết cả chú thì hấu. Dạ, trình hoàng tử, việc đó thì có khó chi đâu. Để cho con vào trong hồ xíu đó, chỉ cho những ai là đàn bà con gái. Nếu muốn làm vợ hoàng tử thì hãy đến thử hài. Nếu duyên số xui nên đẹp chứ lứa đôi, dù người đó có là tiên, ta cũng rước tiên về hơn một thể lấy hoàng tử à. Được, ý chú thật là hay. Vậy thì chú hãy vào đóng hồ sống loa, còn ta phải thi hành ngay mới được. Bốn chú.
mặt cái gái. Chú hai cứ thử hai cho tôi đi. Ôi trời, chú thử hai cho tôi đi để tôi đừng bóp đầu bóp cổ. Xoa đầu xoa cổ người ta thế. Ai để chân con như cái dây chè. Ông sai thì thôi. Chân mẹ bè bè như bàn chân vịt thì ôi. Bây giờ thử hai nhá. Bây giờ chết để chân đi. Rồi chết nữa, ai thì đội hải này bao giờ? Thử cho tôi đi. Nào thì thử. Thử thì thử. Mặc bảo ái chà chà, em nghe cứ tưởng là gái giả giả. Chết chị ơi, thế em xin phép thử tiếp lần nữa nhé. Chú ơi, gần vừa rồi đấy. À, gần vừa. Chú cứ nhận trẻ thêm một tí nữa thôi. Em nhấn một tí à? Nào thì nhấn một tí. Được, các bác ơi, em đi ngược sao em nhấn? Đi ngược em nhấn. Phải đi ngược mà tôi nhấn. Này thì... Này chị... Này... Bà chị ơi! Cái gót... Gót hoài to tướng để vừa nào được. Để người Cám ơi! Cám! Cám! Mẹ gọi là cái gì? Xuân cha mẹ mất từ lâu. Mẹ mất từ lâu.
hiền hòa đưa tâm đi xa tới hồ.